tên Tống Văn Hiếu, con của Lương Thế Vinh, Việt Nam Cộng Hòa. Số quân 49552923, địa phương quân Tiền Giang, kỷ cương 1968, ấp Bắc Bà Bèo, Tiền Giang, cục chân phải. Hôm nay ngày thứ bảy, ngày 5 tháng 10 năm 2024, giờ Việt Nam, qua nhịp cầu nói dân Kim hát cho đồng bào tôi. Tôi có nhận đủ 100 USD do cháu Văn Kim thay mặt người gửi. Ngân Quỳnh ở Hoa Kỳ gửi về quỹ lão. Tôi xin chân thành cảm ơn và mến chúc vợ chồng cháu Danh Quỳnh và gia đình nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và bình an hạnh phúc. Xin cảm ơn Thương Kế Vinh, Tống Văn Bãi.